Thì rất vui mừng lại được gặp lại quý vị trong cái video tiếp theo của chúng tôi. Và trong cái video của ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái dự án rất là tuyệt vời. Đấy là cái dự án SL1, cái dự án kiếm tiền rất mới của cái năm 2020 này. Đây, kiếm tiền tỷ chỉ với 319.000 đồng tại cái website sl1.com. Thì ở dưới cái phần mô tả tôi có để lại cái phần tài liệu tham khảo và cái sách phân tích về SL1. Các bạn có thể xem ở dưới cái phần mô tả. Đây chúng tôi giới thiệu qua để mọi người các bạn thấy được là cái dự án SL1 này nó như thế nào. Đây là một cái mô hình tiếp thị liên kết rất là mới. Đây, trong này có các cái sản phẩm. Đây là cái website chính thức. Đây trên website này tập trung bán một số các cái sản phẩm như là đây hàng tiêu dùng này. Chúng ta xem ở trên này chúng ta thấy hàng tiêu dùng này, đây là có kem đánh răng Hàn Quốc, một muối biển cộng trắng là hai, tất cả mọi các cái sản phẩm này đều là 290.000 cả. Tuy nhiên là khi gửi cho chúng ta là cộng thêm tiền thuế tiền các thứ nữa vào thì cũng là nó sẽ lên là 319.000. Đây còn đây là các cái combo 4 chai tinh dầu này, hay là combo 2 chai dung dịch rửa tay khô này, rồi combo 3 bánh xà phòng này, combo 4 chai nước rửa rau củ quả này, thì tất cả mọi các cái sản phẩm, các cái bộ combo này đều là 290.000. Đây là nước tẩy rửa sinh học này. Này. Cũng gồm có 2 chai dung dịch rửa tay này. Rồi combo 4 chai nước rửa rau này. Rồi xà phòng cháy nhau. Thì combo 3 bánh xà phòng là 290.000. Đây là thực phẩm dinh dưỡng nước hoa tinh dầu. Đây, nước hoa thì gồm có này nước hoa nam, nước hoa nữ, rồi combo 4 chai tinh dầu xả chanh. Thì những cái sản phẩm này là đều 290.000 cả để chăm sóc sức khỏe này. Thì đây cũng là một cái trang tiếp thị liên kết. Tuy nhiên thì đối với cái trang này chỉ tập trung bán một số các cái sản phẩm này thôi. Đây là những cái sản phẩm mà rất là chất lượng. Và khi mà chúng ta đăng ký để trở thành một cái nhà tiếp thị liên kết cho cái trang này thì chúng ta được rất nhiều các cái lợi nhuận và được rất nhiều các cái lợi ích. Thì chúng ta có thể xem qua, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người thấy là đây. Đây chúng ta chỉ cái việc bỏ ra với cái số vốn là 290.000 nhưng chúng ta có thể thu nhập liên kết của chúng ta là chúng ta có thể thu nhập lên đến 91 tỷ. Mà cộng lại ở các cái tầng đấy thì chúng ta phải là kiếm được hơn 100 tỷ từ cái dự án này. Và 290.000 để chúng ta bỏ ra để chúng ta mua một cái combo hay là cái sản phẩm ở đây thì đây cũng là một cái số tiền quá nhỏ để chúng ta bắt đầu một cái công việc kinh doanh kiếm tiền tỷ. Đây là một cái số tiền rất nhỏ, tuy nhiên thì nó lại xây dựng cho chúng ta một cái cơ đồ, đồng thời chúng ta giúp chúng ta kiếm được cái tiền tỷ từ cái trang web này. Đây là một cái trang mà áp dụng cái hình thức kinh doanh online được tối ưu hóa và công nghệ hóa. Khi có khách hàng mua qua cái link của bạn thì gọi là cái link affiliate thì bạn sẽ được hoa hồng từ cái link này. Và cái lợi thế thì chúng ta biết rất là nhiều, thì không cần bỏ cái công sức để tạo ra sản phẩm. Và chúng ta cũng không cần tạo cái hệ thống cái công nghệ online. Và cái không cần kế toán, đúng không? Không cần chăm sóc khách hàng hoặc là rất ít thôi. Và chúng ta cũng không cần phải lo cái việc mà vận chuyển hay là bàn giao hàng hóa cho khách, cái việc này đều có người khác làm thay cho chúng ta rồi. Đây, chúng ta chỉ việc bỏ ra 290.000 duy nhất, bạn sẽ nhận được cái số lượng sản phẩm tương ứng và một cái hệ thống affiliate bài bản thỏa sức để bạn tung hoành trên internet. Đây là cái phần tài liệu này là tôi để ở dưới cái phần mô tả, mọi người có thể vào đây để chúng ta tải cái tài liệu này về để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Và cái trang web SL1 này nó sử dụng cái hệ thống ma trận là 5 x 10, tức là mỗi người có 5 cái vị trí ở tầng 1, tức là chúng ta giới thiệu ra 5 người ở tầng 1 của chúng ta lấp đầy 5 người này, và nếu người thứ 6 nữa thì chúng ta sẽ cho xuống cái tầng thứ 2 của chúng ta. Và những người thứ 2 khi mà đã đủ 5 người rồi thì có thêm những người khác từ tầng 1, từ tầng 2 thì chúng ta sẽ cho
những người đấy xuống cái tầng tiếp theo để chúng ta lấp đầy cái hệ thống để chúng ta kiếm cái thu nhập từ cái chương trình này. Tức là ví dụ như tầng 1 chúng ta phát triển ra 5 người, tức là tương ứng với 5 cái đơn hàng là 290.000 đồng. Tức là chúng ta mua mỗi người ở tầng 1, tầng dưới của chúng ta đều mua một cái sản phẩm hay là một cái bộ combo là với giá 90.000 đồng, là chúng ta trở thành một cái nhà tiếp thị liên kết rồi. Và chúng ta sẽ nhận được là 80.000 đồng trên một đơn hàng, và nhân với 5 người thì chúng ta sẽ được 400.000. Và cái tầng thứ hai thì 5 người bạn giới thiệu thì mỗi người phát triển 5 đơn hàng thì họ cũng nhận là 400.000. Và ngoài ra thì chúng ta ở cái là cái người trên cùng thì chúng ta sẽ có là 25 đơn hàng, nhân với cái số tiền này chúng ta được 235.000. Và tầng thứ ba thì chúng ta sẽ được là 1.175.000. Tầng thứ tư thì chúng ta sẽ được là 5.875.000. Đây, tầng thứ năm thì chúng ta sẽ được là 29.375.000. Tầng thứ sáu thì chúng ta sẽ được là 146.875.000. Và tầng thứ bảy, tầng thứ tám, tầng thứ chín, tầng thứ 10. Tầng mình cái tầng thứ 10 không thì ta sẽ có cái thu nhập của ta. Ta là cái người đầu tiên nhé, ta giới thiệu, ta sẽ có là 91.796.875.000. Và cộng tất cả các cái tầng này lại thì chúng ta sẽ có thu nhập là hơn 100 tỷ. Đấy. Thì như thế là chúng ta thấy là cái sức mạnh khủng khiếp của cấp số nhân trong cái công việc này. Và cái việc của chúng ta là giúp cho 5 người bạn bên dưới của mình cũng làm giống như mình và cũng phát triển ra 5 người tiếp theo. Người ta cũng mua một cái đơn hàng có mỗi 290.000 thôi. Và để chúng ta sẽ chinh phục các cái mức là 5 triệu, 29 triệu, 146 triệu, rồi 734 triệu, rồi 3 tỷ, 18 tỷ, 90, 91 tỷ đồng từ cái hệ thống này. Và cộng tổng lại thì chúng ta sẽ được hơn 100 tỷ. Ở đây thì chúng ta thấy là các cái bộ combo ở đây, ví dụ như là 4 chai nước rửa tay sát khuẩn 500 ml, 500 ml, tức là tổng là bằng 2 lít, thì bạn có thấy là thì chúng ta thấy chỉ có 290.000 cũng là rất rẻ rồi. Thì các cái sản phẩm khác cũng tương tự như thế. Ngoài ra thì chúng ta nhận được một cái hệ thống affiliate marketing có trị giá là hàng trăm triệu. Và chúng ta nhận được một cái cơ hội kiếm tiền là rất là tuyệt vời. Làm thế nào để chúng ta bắt đầu kiếm tiền được với cái trang web này? Thì trước hết thì chúng ta thấy bước đầu tiên là chúng ta phải đăng ký và mua một cái đơn hàng trên cái website thương mại điện tử SC1 theo cái đường link mà tôi giới thiệu cho các bạn. Và các bạn hãy liên hệ với cái số điện thoại Zalo mà tôi để dưới cái phần mô tả để tôi sẽ gửi cho các bạn cái link để chúng ta mua. Và sau khi các bạn mua hàng và trở thành một cái nhà tiếp thị liên kết thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn đạt được cái mục tiêu là giới thiệu 5 người. Và tôi đã đủ được 5 người rồi thì tôi sẽ có người khác mua hàng thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn và các bạn cũng sẽ nhanh chóng lấp đầy được cái hệ thống của các bạn. Và cái bước thứ hai là các bạn tìm 5 người thực sự muốn làm giàu và hướng dẫn họ mua cái sản phẩm giống như mình. Đấy, bước thứ ba là bạn và những người bạn của mình cùng tham gia một cái hệ thống đào tạo online qua Zoom hoặc là qua các cái group truyền thông như là Team. Bước 4 là giúp những người bạn của mình có được 5 người bạn mua hàng trên cái hệ thống website của SC1. Chúng ta thấy là cái việc này rất là đơn giản bởi vì giá trị đơn hàng có mỗi 290.000 đồng thôi. Và chúng ta được hưởng nhiều cái thành quả, hưởng trước hết là cái sản phẩm tuyệt vời rồi và chúng ta được hưởng cái hệ thống kiếm tiền online cho chúng ta. Các bạn xem đây là cái bảng hệ thống minh họa tích lũy. Đây, nếu như cái số lượng mà F1 này chúng ta nếu chỉ có một F1 thôi, chúng ta tuyển được một F1 thì chúng ta chỉ được hưởng ở tầng 1 và tầng 2 theo cái số lượng như thế này. Đấy. Còn nếu chúng ta có hai tuyển được hai F1 thì chúng ta sẽ được hưởng đến tầng 4. Đây, và cái số lượng tiền của chúng ta tích lũy được là đây là chúng ta sẽ rút được và cái phần thưởng nó sẽ không áp dụng. Và nếu chúng ta có 3 F1 thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ được hưởng đến tầng thứ 6 và ở đây cái phần thưởng của chúng ta là chúng ta sẽ được là iPhone 11 này, một cái chuyến du lịch Thái Lan.
À, nếu chúng ta có 4 F1 này thì chúng ta sẽ được hưởng đến tầng thứ 8, và bên này là chúng ta thấy là nếu chúng ta đạt được thì sẽ được cái phần thưởng là xe SH125i và một cái xe Mazda 3 này. Và nếu chúng ta có 5 F1 thì cái tiền 5 F1 thì chúng ta thấy là nó sẽ đơn giản, bởi vì đây là có hệ thống, chúng ta sẽ làm việc theo hệ thống và chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì ở đây ta sẽ thấy là ta có cái phần thưởng là xe Mazda 6 và một cái xe Mazda CX-8 và một căn nhà 4 tỷ. Thì đấy là một số các cái phần bảng hệ thống tích lũy minh họa đây để cho các bạn này xem qua. Đây, cái phần này là phần du lịch Thái Lan này. Đấy. Thì chúng ta đạt được các cái chỉ tiêu đấy thì chúng ta sẽ được các cái phần thưởng này. Đây là VIP 1 sao thì được iPhone 11 này. Đây, VIP 2 sao thì được SH125i này. Đây, VIP 3 sao thì được xe Mazda 3. Còn này, VIP 4 sao thì được Mazda 6. Đây là các cái phần thưởng của chúng ta khi mà chúng ta tạo được cái hệ thống như thế này. Và trong cái phần này thì tôi giới thiệu qua như thế để các bạn xem biết được cái chương trình kiếm tiền của cái website S1 là nó như thế, và nó rất lớn mạnh như thế, kiếm tiền theo hệ thống. Và những bạn nào muốn có cái nhu cầu kiếm tiền đăng ký thì các bạn hãy gọi Zalo cho tôi theo cái số điện thoại mà tôi để ở dưới cái phần mô tả của video, và tôi sẽ gửi cái link cho các bạn đăng ký theo cái link đó và mua cái bộ combo sản phẩm qua cái link mà dưới cái phần mô tả tôi để đó. Thì các bạn sẽ trở thành một cái thành viên trong cái hệ thống của tôi, và tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ các bạn kiếm tiền qua cái website S1 này. Và cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản qua cái dự án S1 này. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.